Thưa quý vị, những tin tức đầu tiên sẽ là những tin tức về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào sáng ngày 10 tháng 8, vị trí của tâm bão Molan đã ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông, và tâm bão đang nằm trên vùng biển phía đông nam của đảo Hải Nam Trung Quốc, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 480 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, từ 62 cho đến 88 km/h, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 130 km tính từ tâm bão. Theo dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 cho đến 74 km/h, giật cấp 10. Tại khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô và đảo Bạch Long Vĩ, từ chiều tối và đêm nay mùng 10 tháng 8, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét gây biển động mạnh. Ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh cho đến Nam Định, đề phòng sóng lớn kết hợp với chiều cường gây ngập úng tại vùng trũng thấp trong ngày 11 tháng 8.